trong phần đầu của ví dụ vừa rồi, để có tiếng Linh mềm mại được như vậy, tôi sử dụng amp Track Chorus JC120 và dòng amp huyền thoại của Roland kết hợp với hiệu ứng Chorus Delay Reverb. Bộ nhớ của Boss GT100 chứa một kho đồ sộ và đầy đủ các hiệu ứng Compressor, Override, Distortion, Chorus, Reverb, Delay, Equalizer và 33 hiệu ứng khác trong một FX1 và FX2. Bạn có thể chỉnh sửa thông số kỹ thuật của từng loại hiệu ứng một cách đơn giản và trực quan.